Dạ, gia đình Bin á, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, con xin chào ông bà cô chú. Dạ, cả nhà ơi, bữa giờ hai vợ chồng em á đi đổ lú á, cái đi gom lại á, gọng cá cũng được nhiêu đây nè. Giờ á, em đổ ra, em lựa mấy con bự á, để lát nướng muối ớt. Em gọng gì nè, rồi nó cũng sạch rồi nè. Ngóc cá luôn ha Bin. Ha. Con cá kèo. Mình lửa mấy con bự bự gì nè ha, cái lát á mà. Ừ, mình làm muối ớt á, cái mình ướp mình nướng ăn, nướng muối ớt là ăn hết sảy luôn á. Đây đại loại chứ không phải là nó gãy ra là khổ hai con này nướng được không? Này công sức cũng mấy ngày đi đổ lú á. 3 ngày cho em ha. 3 4 ngày vậy đó anh, rộng lại mới được nhiêu nè. Lựa con bự bự thôi ha. Lựa con bự thôi. Bữa nay làm món này mới à. Chứ kho hoài ăn ngán. Không đúng ớt mình phải mặn cá em ha. Mình mài sạch đi em ơi. Nhưng mà một khi con cá ăn mấy con cá nhỏ á, nó mình hút ruột ra. Tại mình kỹ chứ mình gọng không gài nó cũng sập hết. Cá này nè ha, mình nướng muối ớt. Nhà mình còn miếng thịt đó ha. Lát cái mình kêu ba đi hái cái đu đủ vô cái mình hầm đu đủ. Nhà có canh ăn, có Bin dễ ăn luôn. Cá này sao Bin ăn được. Cá này phải xiên Bin ăn được. Rồi đây rồi. Rồi nhiêu đây đủ rồi con ơi. Nhiều rồi đó. Cái con này giờ 4 con. Rồi nè. Nãy giờ người ta lựa con bự không tới ổng lựa con nhỏ ha. Này mẹ ra đi, mà cái này mẹ đổ ngoài lại để gọng tiếp. Nhà con bướm mình vô đây thằng khéo đỏ nè luôn á. Vô bên đây, vô đây con. Để gọng ngoài lại để bữa nào ăn tiếp. Em xin chào cả nhà, em ra vườn chính em á cả nhà, em xin trái xuân đủ nè. Lát cái vô cái cho bà xã em hầm với thịt á, cho cả nhà ăn luôn. Em để trái xu đủ xong á, em đi qua bên kia em kiếm ít rau luôn cả nhà ơi. Em để hết lá cắt nè, lát cái vô á, cái mình gói với cá nướng á, cũng ngon lắm á cả nhà. Tháng mưa này á, vòng vòng á, vườn á, rau á, nó tốt á, nó non non không mà cả nhà. Cái rau này này mình gói á ngon lắm á. Con bắt được cơm luôn nha mẹ. Ờ con bắt cơm lên sẵn con bắt cái nồi nước con bắt lại chuẩn thịt luôn nha ha. Dạ. Là hai luôn à. Rồi ha. Dạ, con bắt chưa? Ừ, nó khô hết con. Dạ. Nghe con làm gì ăn đi. Dạ, ta bữa giờ con đổ lúa hai con gọng lại nè. Ta con mặn sạch cái cơm. Sạch bự không? Dạ. Ngon quá ha. Ngon quá. Ừ. Hai lạc rau phụ con nhé. Dạ, hai lạc rau phụ con đi. Rồi. Rau này ngon. Rồi, ngon. Cái bóng này nè hai, nãy con làm á, con lấy lưới con chà hai nó sạch dễ hết trơn luôn. Ừ, hai. Con bây giờ hai cái bóng mình ra cái miếng lưới bụng ha. Trời dạ. Ơi con chà con lấy chà trắng tươi. Nó cho lớn rồi. Hai mới qua hai. Ừ, con đâu về? Con để cái xô đủ với cắt rau lá cách cắt lòi nè. Ừ. Cho vợ cái này thì vợ con nó canh thì mình gói cá nướng rồi ngon à. Xu đủ mà thường thường vậy nó canh ngon đó con. Ngọt, ngọt lắm. Ừ. Xu đủ tháng này sao chống cổ hết trơn ha. Ừ, nó có là mưa quá nó không tốt con ha. Dạ. Nó bị ôi nước xu đủ này nè, nước nhiều quá không được nữa. Cá em cũng rửa sạch rồi, giờ em để gáo đi ở bên này à, nước cũng sôi rồi nè, dẫn cho thịt vô em trụng luôn.
em đâm miếng muối ớt á, để lát em ốp cá luôn cả nhà. Em cho tỏi với ớt nè. Con rửa ra con ngâm muối chút nha ha. Dạ. Muối nó sạch hết mà. Ừ. Bữa nay ba hái rau cắt lòi ngon quá ha. Cắt lòi với lát cách nha. Thèm bánh xèo nữa rồi ha ơi. Cắt trời mưa này ngon lắm. Dạ. Tỏi ớt á, em đâm dập đây nè, dặn cho muối nha. Em đâm muối hộp á, mình ướp cá nó ngon. Ít thôi, để nhiều mặt. Ớt chín đỏ á hai, mình đâm muối ớt á, nó gã màu đỏ đẹp lắm hai. Gã màu đẹp. Dạ. Nếu ai mà nồi trụng này chắc được rồi, hai chắc xuống rồi con. Dạ, hai nhắc xuống giùm con đi hai, rồi hai bắt cái son nước lên á, để lấy con hầm lên hai. Rồi, hai bắt lên. Mà nước lên đặng lát nó hiếm ra để thịt nó hầm. Chụp lửa thêm cho trái thì nó mau thôi. Muối ớt á, em cũng đâm xong rồi nè. Giờ em cho cá rồi em muối luôn. Có bóng trứng rồi cả nhà. Có trứng ngốc luôn. Nè. Gì con? Con rửa ra xong rồi. Con đem lên để gáo nè. Ờ, con đem lên để gáo cho mẹ đi. Con cho muối ớt vô. Cho một muỗng này thôi. Vì quá sợ mặn. Không được. Em cho thêm một chút dầu, dầu gắt á. Lát mình nướng lên có màu đẹp. Màu gắt nó thấm lên con cá cả nhà. Có cái màu nó màu đỏ đỏ, cam cam nó đẹp. Nhìn cá nó nổi sợ. Cá em ướp xong mà em trộn cũng đều rồi nè. Giờ em để nó cho thấm đi. Em qua em coi nước sôi chưa, rồi em nấu canh luôn. Hay làm nước mắm gừng đi ha. Hay sẵn là gừng hay chắc nhỏ nhỏ hay vậy, hay đâm đến mau nhỉ. Gừng tháng này nó gừng nó cũ rồi. Cái nó cay nè, ngon lắm. Nó thơm nữa anh. Ừ, nó thơm nữa. Cái nồi nước cũng sôi rồi nè, dặn cho thịt vô luôn. Cho xiên vô. Chứ ở nhà em á cả nhà. Rồi một ít thịt tằm á, em cho vô chung luôn, em nấu chung luôn. Em cho đu đủ vô luôn cho mình nấu cho nó mau miệng. Cái gà chắc ngọt nữa. Với em vào gia vị vô, chút muối với chút bột ngọt với hạt nêm. Mình làm mắm gừng nha cả nhà, mình ăn miếng chanh cho nó chua chua nữa. Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt con. Thế là mình để ít đường vô. Mình trộn đường cho nó tan. Tan ra rồi cái mình mới để nước mắm vô. Chứ để nước mắm vô nó mặn quá, đường nó cũng lâu tan lắm. Thay dầu cho đứng trước ha. Mà thay dầu quá là mình để cho cái dĩa này nó nóng với thay được. Thật ra nha, có bọt. Em á, cả nhà cũng bắt cá lên nó cái lớn luôn cả nhà. Cá ốp cái màu đẹp quá ha. Nhà dầu gắt ha. Cá là nướng còn cái thịt nó ngọt dữ lắm, ngọt. Mới để xuống là nó có mùi thơm đó em ha. Ừ. Con cá này nó mập, con cá hết biết luôn. Thịt nó ngọt dữ lắm. Con cá chắc lâu năm á ha. Mấy mùa hả? Cá tự nhiên mà mình cũng đâu có biết được. Đâu có ăn thức ăn gì đâu. Mà nó ăn mấy con cá nhỏ còn dữ. Hết biết một cái thao này, chắc cái dĩ này không hết đâu em ơi, phải nướng chắc hay là mấy con nhỏ nhỏ nó gớt không ta?
không mượn mày lửa mấy con mực nó nhỏ cái hồi mình tính sao ngớt xuống nó xèo xèo ha, ổn lắm ha, nó thơm nực nồng luôn á, thơm nứt mũi luôn. Chắc chịu phải hai dĩ ấy. Hai lẻ hả? Cái gì nhiều quá em ha. Để mình chỉ khó nước hai mẻ thôi cho nó gọn. Con sắp ít hành để chút bỏ vô canh nha mẹ. Rồi sắp ra gấp để riêng nha ha. Dạ yeah. Gấp để dành cho ba. Hỏi như mình sắp nhuyễn nhuyễn nha. Nếm cũng vừa ăn nè, dặn dặn vô chút nước mắm cho nó thơm nha. Màu thì đủ hấp dẫn quá em ha. Đỏ đẹp ha. Con em cho hành lá vô. Cá này chắc cũng dặn được nửa bên rồi, để anh chở luôn. Anh chở bề luôn nha. Ồ, nó nứt luôn nè. Ồ, nó ngon cả. Xịt xịt mở ra luôn anh. Tôm tôm luôn. Em cho hành lá luôn. Cái này mình nướng nhiêu nhiêu thôi, nướng nhiều quá, nướng lửa ác quá cũng không được. Cứ xiên chở vậy là còn cá nó ngon. Làm nhắc xuống luôn ha. Để họ đi đổ á, nó mềm nhắc nó ngon. Ôi, lửa than. Canh giờ lửa than qua đây, nó lạnh. Lửa than này nóng rồi. Ủa, tạp, ghê thì chứ. Ôi, ôi, anh né đi, né đi. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Nhìn ngon quá. Cầm lầm không nổi luôn á ha. Thôi đã, màu vàng cũng đẹp. Mà con cá này nè, mình nướng đừng có chỗ khô quá. Khô quá nó bị sơ. Nó không còn chắc ngọt. Ăn như dăm vậy ha. Vừa là ngon. Nướng như con này là hơi khô nè. Còn đang lát trừ điểm nha. Này mình lên gấp xong mình lên thêm một mẻ nữa là xong mà. Cái gì mà nhiều mà thấy nướng cái hồi nó teo em ha. Nãy em thấy một thao nướng vàng dĩa. Mẻ này cá nó cũng còn gôi gôi thôi. Nó cũng dễ chín lắm các bạn. Mình nướng mẻ hai rồi, không sợ bị dính đâu ha anh. Hết bị dính rồi. Mình mới để xuống vậy hả? Cái nước sốt á. Cái nó rớt xuống cái là nó lên cái dậy cái mùi liền. Hai cách rau hả? Dạ. Lá cách ngon, ngon quá. Trời mưa mưa nè, lá cách ngon nó xếp luôn. Lá cách lồn rồi cũng ngon. Lá cách mình cắt ngắn rồi nó mọc được. Con bẻ mà con cắt nhánh mới được nó mới ngon, còn con để con cắt lá con không ngon không được con ơi. Em nướng cá nãy giờ cả nhà cũng chín rồi nè cả nhà, giờ em gấp cái dĩa luôn. Chuyến này á em cũng kinh nghiệm rồi, em nướng nè vừa với nè cái thịt nó mềm á, nó ngọt. Nãy em nướng hơi chín đó. Con cá nó hơi cứng. Để con múc canh ra luôn nha hai. Ừ. Cái cục thịt sườn ngon quá. Ăn đu đủ, nó mát. Này có dầu viên nữa, viên chắc thích lắm á ha hai. Dạ đầu tiên á, gia đình em xin gửi lời cảm ơn đến chị gái ở phương xa rất nhiều đã gửi cho gia đình em á số tiền là 200 đô để đổ đá để lót đường đi á trong mùa mưa này cho sạch sẽ hơn. Dạ em cũng xin thay mặt gia đình á cảm ơn chị gái và em xin chúc chị và gia đình á thật nhiều sức khỏe, bình an trong công việc. Dạ và
Tiếp theo á, em cũng xin mời cả nhà dùng cơm với mấy cô cháu em. Dạ, em mời cả nhà dùng cơm với cô cháu mình. Em cũng cảm ơn chị, em mời cả nhà dùng cơm với mấy cô cháu em. Dạ, xin mời ông bà cô chú ăn cơm. Con ạ lại đi, con ạ cô đi. Thấy tiện nhìn hoài hả? Ạ đi con. Ạ đi con. Ạ đi. Rồi. Đây mẹ cắt ra rồi con cơm đi. Cơm đi con. Thì dạ mời cả nhà ăn cơm. Không mời hai ăn cơm. Mời cho con ăn cơm. Bữa nay cá nướng nhìn thấy ngon quá ha. Cá bóng dừa nướng ngon lắm con. Dạ cục thịt đi con. Gấp cho bà hai với con. Ăn cá. Ăn cá. Xeo ăn gấp tròn đổ quá. Nướng giòn thôi. Quên, cá này mình đâu cần chấm. Tại mình muối ớt mà. Mấy ngày đó ha, lựa mấy con bự bự mình trước. Bữa giờ chấm bóng dừa ngon. Cá hơi mặn à. Cá anh chấm thêm mắm gừng á, nó hơi mặn. Nó tưởng đâu là nó mặn thiệt chứ. Không muối ớt á. Cái ở ngoài nó mặn nhưng mà ăn vô cái trong thịt nó ngọt ngay ngay. Điền vào hết cái cơm nha. Điền ăn cơm nè. Để mình bóp có hai con gặm nhiều nhiều quá, mình nấu mà uống nước này rất ngon dữ lắm. Ngon lắm con. Dính gồm gồm á. Trời út ba đắt nông về á, cái mình nấu một nồi đãi bà. Cái gì dưỡng út nữa. Ở chợ ảnh thì không biết có cá này không hả anh? Không, dễ gì. Cá này sống trong bụp lá mà, ở trên đồi núi thì lá rồi mà. Gừng không à. Nước chảy không có lá hả? Sao đâu có lá được, suối không mà đâu đó. Không có. Chứ mà mấy con cá lóc ở chỗ là lâu lâu dính một con là bự 4-5kg không em? Lên nướng chùi ha. Ở dưới suối hả? Dạ. Đi bụng. Nó dũng lắm ngọt. Hồi nãy đi bẻ thu đủ á. Sao vậy? Gặp rắn hết ơn. Gạt 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 lên. Gạt nó mới gặp nó hoài à. Con sợ. Gặp thắng. Thắng mòn dép luôn á. Bay qua cái mưa rồi. Bán thân ở đây ba con gặp con rắn bà hai con nó cho mình gặp con rắn chắc chạy xịt lửa luôn. Tắt liền thắng cái gẹt liền. Nhảy qua đi đường khác rồi. Không đi chung đường. Không, không chung đường được. Không thuận. Mà khó quá. Nhát. Đi uống ngọt quá. Ba mắt trắng con mà kìa thôi. Hai em gắn gặp nhau mà chạy. Hai gắn gặp nhau mà chạy ha. Để mẹ ăn thử con cá bự này ha. Dạ. Dạ em mời cả nhà ăn cá nướng. Cá bóc dừa nướng. Mình ăn cá trên này mà mấy con cá dưới nó cũng nhảy luôn nè. Cá mẹ ướp thấm á ha. Ăn vừa ăn nó sợ luôn á. Nguyên cặp thịt khí thế luôn. Chấm hả con? Chua đủ ngọt xanh ngay. Mà hai cái chua đủ ra ngọt hết chứ ngon quá.
coi chừng cay nha. Cái thịt dò viên của mẹ con cũng ngon nè. Dò viên bữa con dò với chả thác lát đó hay. Nó dai. Dạ con xin mời ông bà cô chú ăn thịt. Mời cả nhà con với mình. Mời nó không? Mẹ cho Biên nữa nè. Ngon, Biên ăn đu đủ rồi, mẹ rất đu đủ cho Biên. Đu đủ này ngọt dễ hơn. Không đủ ngọt quá không à. Trái này là giống như là trái cuối cùng luôn á ha. Hết giường luôn á. Hết hết con. Dạ hết rồi đó. Mẹ cũng ăn miếng đu đủ đó nè. Đu đủ ngọt quá ha ơi. Thêm cục nữa mới được. Cái này chăm nước canh. Cái cục dò viên. Em mà cả nhà ăn dò viên. Dò viên này nữa ha, mình dò xong cái mình chiên ăn cũng ngon đó ha. Dạ. Do chi thì mình mở nhiều trái cá không thịt. Ừ. Cái chi ai không thấy không? Nhìn gió mát quá. Hồi nãy con lấy cái mấy cái gốc này nè ha. Con đi ghim rồi. Mốt nó có lên á, mình có ăn. Ừ. Thử luôn. Mình cái gốc nó có rễ đó con. Con viên này nó lên nè. Đinh nắng xăng rồi Hân ơi. Đợi hết nổi. Chờ đợi là lâu quá. Quá Hân ơi. Hợp dữ đi. Ăn đi con. Trời ơi, đứa đợi đi rơi nè. Ở đây nè. Không. Ăn đi. Ăn cá nướng chấm rau còn ngon. Thêm một chén cơm nữa hai bạn. Thấy giờ cá nướng thơm lắm con. Dạ. Lát cách nó thơm. Đúng nó ngọt ngay luôn. Cách đu đủ chiếc này là nó nguội luôn á hai. Nó không lên nữa đâu. Bởi vì mình trồng cũng lâu rồi con. Dạ. Con gỏi dĩa rau mới nè, dĩa rau này thấy hơi yếu rồi. Giòn quá luôn. Ngon quá, hai gói hết dĩa rồi. Lâu lâu có răng là ngon. Cái mắm gừng nữa ha hai. Mấy cái mắm gừng ngon quá. Hai mẹt rau cũng mới nổi. Tiện ở đây thì mình gói luôn hả? Gói luôn nè. Chà tay luôn nha hai ơi. Chà tay mới gói rau được con. Dạ. Giờ mình ăn rau trước thì mình ăn cá sao cũng được ha em ha. Ăn rau không luôn cũng được. Thì anh rau đủ loại giống như ăn rau bánh xèo. Anh vẫn nhắc bánh xèo thèm nữa anh. Ăn con cá đây, cá ớt thẳng khỏi chấm. Em mời cả nhà ăn cá. Chấm nữa là mặn á. Mà con ăn mấy con cá bóng dừa, bóng trứng à. Cái xương nó cũng mềm. Phải được mấy con nhỏ nhỏ này, người chiên xù ha.
Ồ, chiên xù đã, người gỏng á, cho sạch á, mà chiên xù ngon lắm. Gỏng chừng 2 ngày. Mà cả nhà ăn đu đủ. Đu đủ thì nó ngọt. Dạ, thêm cuốn dao. Dao ngon quá. Các loài này Úc Thư khoái ăn lắm nè. Ăn lên thuốc không con? Dạ. Các loài lá thắt. Hồi nãy anh quên lá gì biết không? Lá gì? Lá lốp. Ờ, lá lốp hả? Nhà bán ít lá lốp mà ăn có thơm thơm ha. Ừ. Lá lốp là ở trước cửa nhà Úc á, ngắt luôn ngon ngon không? Thấy gì cái đọt của linh lăng ăn cũng ngon nữa. Dạ. Ừ. Cái cắt đó thấy đợt ngắn lòng ngon ngon không, cứ nào mà có cá kho lạc á ruột lắm thấy gì chấm ruột mỡ chấm nhịt nát tập không phải ôm cái nát không. Giờ mình cũng có đường á, sạch đẹp rồi. Đi đó cũng hết sợ. Con ta đi cũng an toàn á. Mưa trơn trượt lắm con ơi. Cũng mừng đó, hay ha. Ừ. Ai ai đi con. Ta cũng mừng đó, người ta cũng gửi lời cảm ơn chị á. Con chị con lộn đường bà tính con đi giữa đường con. Nhớ cái mặt nữa. Cái trơn đất nó khó. Về ướt đỏ chứ. Đi gần gần mấy kênh á cái nó có lỗ hang á ha. Dạ. Rồi. Sắp hỏng mà hai đi đường đó mà hai cái hoài luôn. Về bột mỹ thấy bột mỹ thối thằng. Thối hàng luôn hả? Như hoàng bà chính cày bẫy á, không biết không? Rồi chính ba cái lá dừa mà khô khô bà chính lấp lấp á. Nó hỏng chứ. Nó hỏng vô mình đi cái mình tưởng đâu là nó cứng á ha. Đi sụp. Sụp. Mà hai bữa đó bị đặt cái lá đó mà hai té quá trơn. Sao hai té là hơi nặng á. Nó người có hai nặng lắm, té xuống là nặng dữ rồi. À. Tao té cũng tiếng cũng nghe mạnh lắm mà dần nhưng mà không có ai. Đúng rồi vậy. Ngộ ha. Mình té là mình nhìn giáo giác thì nè coi có ai không. Nhưng tụi con cái nhẹ thì tụi con không có lĩnh hung, hai té mạnh mà dồn xung quanh nó không có ai cũng đỡ. Hay là cả đó vắng. Cả đó vắng. Giống giống Vin ha. Vin mỗi lần té ra nhìn đi té cái nhìn láo lia thì không có ai cái đứng gì. Ờ được rồi. Mặt lĩnh lĩnh. Hai té xong cái hai đứng chạy nó hên quá không ra không ai đi vườn hết. Ấy à, không gà không thấy hai đi đâu, hai có cây gậy hả? Ừ. Dòm lại hai đầu gối chạy hết trơn. Hai. Hai là giống ông nội đó, ông nội đâu có cây gậy à. Ừ. Bây giờ hai đi phải ra. Ừ. Có cây gậy. Như là mình dựa được thêm chân nữa. Bây giờ yếu rồi, hai chân nó yếu rồi dựa thêm chân nữa là ba. Thế cây gậy đi hay lắm con. Đợt nhớ cái cây gậy mà làm ở trên đất nông mà đem về. Người cho ai hết ta. Trái hai cây đó à, đẹp lắm. Hai cây bằng gỗ á. Mỗi mất rồi, biết ai lấy kỷ niệm nó mất à. Không biết. Anh là về Úc cắt đó đâu. Không biết nữa mà. Hai cây đó mua là một cây ông, cây bà. Rồi rồi làm đâu à. Nghĩ là không ai xài đó chắc nó dục ở đâu á. Không được. Có người xài mà kiếm không ra. Để mốt kiếm cho bà hai một cái. Dạ bữa cơm của gia đình em á đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà vào đó tiếp theo. Em mới like cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.